BVM 122. Thì với cái dòng này thì được thiết kế bằng khung inox và phần mặt trước của nó được thiết kế bằng nhựa nguyên khối này, và cái phần mặt hiển thị đây là phần nút nguồn. Và ở đây sẽ có hai bóng báo, khi chúng ta chạy thì chúng ta bật nút nguồn này, báo điện nó sẽ lên và chúng ta cài là cái phần mát của chúng ta. Bây giờ cài đặt nhiệt xong nó sẽ từ 1 cho đến 7 độ. Và cánh của nó được làm bằng nhôm nguyên khối và được thích hợp bằng cái kính hai lớp và do mút cao su nguyên chất. Cái này thì có thích hợp cả khóa, khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể khóa vào. Ở bên trong thì nó sẽ có 4 tầng giá.